chào các bạn. Tầm soát ung thư là gì? Hôm nay bác sĩ Ngọc sẽ giải thích cho các bạn hiểu kỹ hơn về khái niệm tầm soát ung thư. Nói chính xác hơn là phải nói là tầm soát và phát hiện sớm ung thư nha các bạn. Bởi vì chỉ có 4 loại ung thư có thể tầm soát được ở giai đoạn 0, còn nhiều loại ung thư còn lại là chúng ta phát hiện sớm ở giai đoạn 1, giai đoạn 2. Khái niệm tầm soát nghĩa là phát hiện ung thư ở giai đoạn 0 các bạn, và phát hiện sớm là ung thư ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 được gọi là phát hiện sớm. Vậy thì 4 loại ung thư nào có thể tầm soát được? Thứ nhất, ung thư tuyến vú tầm soát bằng nhũ ảnh. Thứ hai, ung thư cổ tử cung tầm soát bằng cái xét nghiệm Pap smear, hoặc là vài năm gần đây có cái loại xét nghiệm cao cấp hơn, người ta gọi là tin red các bạn. Loại ung thư thứ ba có thể tầm soát được là ở nam, là ung thư tuyến tiền liệt, là bằng xét nghiệm máu PSA các bạn. Và loại ung thư thứ tư có thể tầm soát được là ung thư đại trực tràng, là bằng cái xét nghiệm máu ẩn trong phân. Tóm lại có 4 loại ung thư có thể tầm soát được, tức là tìm được bướu ở giai đoạn 0, là ung thư tuyến vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng. Rồi nhiều loại ung thư còn lại chúng ta có thể phát hiện sớm ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Thì tùy các loại bướu các bạn, tùy các loại bướu nó nằm ở cái cơ quan nông mà mình có thể chạm được, hoặc là cơ quan đó nằm sâu mà khó mà có thể tiếp cận được. Thì tùy cái loại bướu mà chúng ta có thể phát hiện sớm được, thường là ở giai đoạn 1 hay giai đoạn 2 nha các bạn. Còn giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì lúc đó đã có triệu chứng lâm sàng rồi, bệnh nhân đã cảm thấy khó chịu rồi là đi khám, lúc đó chúng ta không có gọi là tầm soát và phát hiện sớm nữa. Vậy thì những loại bướu nào có thể là phát hiện sớm được các bạn là rất nhiều các bạn. Thứ nhất là ung thư. Bây giờ bác sĩ Ngọc sẽ nói từ trên xuống dưới cho nó dễ hình dung nha các bạn. Ví dụ vùng đầu mặt cổ thì những ung thư sau có thể phát hiện sớm được ở giai đoạn 1, giai đoạn 2. Ung thư tuyến giáp có thể phát hiện được ở giai đoạn 1. Ung thư tuyến mang tai là đây. Ung thư tuyến dưới hàm là 4 cái tuyến nước bọt các bạn. Ung thư tuyến dưới lưỡi là nó nằm ở dưới lưỡi của mình. Ung thư vòm họng, ung thư hốc mũi, hốc miệng, ung thư amidan, ung thư thanh quản. Đó là những loại ung thư có thể phát hiện được ở giai đoạn sớm các bạn, là giai đoạn 1. Và ung thư da các bạn, ung thư da là rất là dễ dàng bởi vì nó lộ ra ngoài rồi. Và thường thì là mình sẽ phát hiện được ở giai đoạn 1 các bạn. Mình đi xuống tiếp theo là ung thư phổi. Ung thư phổi thì cũng khó mà khi mà mình tìm, mình phát hiện được ở giai đoạn 1, trừ khi mà chúng ta phải đi chụp X-quang định kỳ đều đặn mỗi 6 tháng một lần thì chúng ta có thể phát hiện được ung thư phổi ở giai đoạn 1 nha các bạn. Còn đợi mà ung thư phổi mà có triệu chứng để cho chúng ta đi khám thì thường là giai đoạn trễ rồi, nó mới có triệu chứng, thì thường là giai đoạn 3 là mới bắt đầu có triệu chứng ở ung thư phổi nha các bạn. Rồi tiếp theo là những ung thư về tuyến nội tiết nằm ở trong trong cái hõm ức của mình, trong cái tuyến ức của mình, trong cái vùng mà giữa hai cái lá phổi đó, ta gọi là trung thất. Thì những loại ung thư đó thì thường khó mà phát hiện sớm được lắm các bạn. Tại vì mình chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh gián tiếp qua X-quang phổi thôi, cho nên đối với những ung thư ở trong trung thất là hầu như không thể phát hiện sớm được. Tiếp theo mình đi xuống dưới phần bụng thì đây là những ung thư mình có thể phát hiện được ở giai đoạn 1, giai đoạn 2, ung thư gan, ung thư thận, ung thư tuyến thượng thận. Ung thư bàng quang, ung thư của tử cung hai buồng trứng. Và một loại ung thư rất khó mà phát hiện sớm được, đó là ung thư tụy các bạn, bởi vì nó nằm rất là sâu. Ngoài ra có thể phát hiện được ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm bằng nội soi, là giai đoạn 1 đó các bạn, là bằng nội soi tiêu hóa. Thông qua cái bài hôm nay thì bác sĩ Ngọc hy vọng là các bạn có thể hiểu được khái niệm về tầm soát và phát hiện sớm ung thư, nghĩa là tìm được bệnh ung thư
khi mà chúng ta chưa hề có triệu chứng gì cả, chúng ta vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn làm việc, vẫn vui chơi, nhưng mà chúng ta đi khám kiểm tra định kỳ để phát hiện bệnh, và lúc đó bác sĩ tìm được ung thư của mình ở giai đoạn 0, 1, 2. Nếu tìm được ở giai đoạn 0 được gọi là tầm soát được, còn nếu tìm được ở giai đoạn 1 hoặc giai đoạn 2A thì gọi là phát hiện sớm. Thì tóm lại chỉ có 4 loại ung thư có thể tầm soát được ở giai đoạn 0. Ở nữ là ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ở nam là ung thư tuyến tiền liệt, và ở hai phái nam và nữ là ung thư đại trực tràng. Hẹn các bạn ở clip tiếp theo nha.